Mình ở đây đi. Sao hôm nay em là gì nhỉ? Dạ, Khiêm. Khiêm đúng không? Hôm nay buổi đầu tiên đấy thì em học em thấy thế nào? Thấy có những kiến thức mới. Đã học bao giờ đâu mà cũng mới là đi học. Đi học năm mới mới. Ok, học năm mới đúng không? Em thấy vui không? Em vui. Đúng rồi, em khi một buổi đầu tiên em học cái cú thuật tay như vậy ấy thì em thấy như nào? Em thấy đúng rồi, vui thôi, nhưng còn chưa biết nó đi đến đâu cả đúng không? Tại vì mình mới mà chưa biết nó đi đến đâu được cả. Đúng rồi, mới buổi đầu tiên. Và theo em trong cái quá trình học của cú thuật tay đấy thì em thấy thế nào? Mấy thầy dạy cử. Rồi, vật cầm số mấy nè? Đúng rồi, bật mấy số này? 8 số. Đúng rồi, 8 số. Đâu, số 1 đến giờ nào, mấy lại luôn đấy. Rồi, đếm lại từ đầu luôn, cho các bạn xem luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi, là cú thuận tay đây. Rồi, từ đầu giờ học được những cú nào này? Học được từ đầu giờ học được những gì này? Buổi đầu tiên học được những gì này? 1 này. Học về cách cầm nhật, cách tính số cầm cho nó đúng rồi. Tốt nhất. Đúng rồi. Rồi, giáo trình bây giờ có nhớ không? Có nhỉ. Forehand, backhand, nội trình học là có những cú forehand này, đấy là cú thuận tay này, kịch tay này, hai tay này, vô đi phải này, vô đi trái này, đập xì mát này, cắt bóng xì nai này, thấy không? Giao bóng này, đỡ trả giao bóng này, rồi mai mốt đánh trận xong. Hôm nay là mình học cú tay forehand đi. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, Khiêm đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, mình có học này, nhật này. Rồi, buổi đầu tiên này.